hai người ha, mình hướng dẫn mọi người cách phát wifi lên PC ha. Thì ở đây mình có hướng dẫn bằng hình ảnh rồi, nhiều bạn không biết cách ha, mình làm thêm video làm chuyện đó cũng bị sai rồi. Đầu tiên mọi người vào Google, mọi người search nick, nó có nhiều liên tải lắm, nhiều bên lắm, mình chọn tải GitHub nha, cái này open source code, chọn GitHub là ok nhé. Xong sau đó mọi người chọn Lastic, là cái này là cái phiên bản cuối cùng, là phiên bản update mới nhất của cái này luôn. Xong sau đó mọi người ấn vào next.7z này nè, là cái file này đã được nén về, mọi người tải về thì mọi người phải dạy nén nó ra thì mới sử dụng được nha. Còn ở đây mình đang tải sẵn rồi, thôi mình mở lên luôn ha. Rồi bấm Z cấp quyền cho nó. Rồi mình quay lại cái trang web của mình ha. Vào phần gói dịch vụ của tôi, mọi người copy cái link shop của người, link token. Xong sau đó mọi người bật next lên, bấm vô subscription, bấm manager subscription. Xong mọi người dán cái đường link nó vào. Rồi remark có nghĩa là mọi người đặt cái tên nó, mọi người đặt gì cũng được chứ, 4G miễn phí. Rồi xong sau đó mọi người chọn add nha. Add, sau khi add xong thì nó nằm ở đây nè, mọi người ấn modify. Rồi thoát ra thì đến cái chỗ phần subscription này là mọi người ấn update server. Xong sau đó mọi người chờ một chút xíu nha, để cho nó ping đến server. Sau khi ping xong, mọi người lựa chọn server phù hợp với mọi người để mọi người sử dụng nha. Xong sau đó mọi người phải chọn mod để sử dụng nữa. Thì ở đây có rất nhiều mod, mỗi mod nó có một cái chức năng riêng nha. Đó, mọi người chơi game, một số game bị chặn thì ở đây có những cái mod để chuyển game đó luôn. Mình không có chơi game, mình sử dụng mạng bình thường à, nên không cần fit ping hay là fit mạng gì hết. Mình hay chọn là bypass LAN hoặc là bypass LAN in China, còn hoặc là dùng global cũng sử dụng mạng bình thường đó. Còn người chơi game thì người cứ chuyển mấy cái mod này đi, mấy cái mod này nó fit sẵn nhiều thứ lắm. Rồi phiên bản này nó không có global rồi. Bypass LAN ha. Rồi vậy là dùng thôi, cũng không có gì khó chứ, rất là dễ luôn. Rồi nó có nhiều chức năng khác lắm, mọi người có thể add sock cũng được nè, add shadow rocket server cũng được nè, vlet trojan này kia các kiểu. Nhưng mà mọi người cứ làm theo mình thôi, mọi người cứ ấn manager surprise xong add link vào rồi update rồi dùng thôi, nhấn bắt đầu để dùng thôi nha. Mấy chức năng kia thì gần như không cần quan tâm, tại mình đã tinh chỉnh ở cái link token của mình hết rồi. Thì ở phần setting này nó có thêm nhiều thứ nữa, ví dụ như chỉnh sock 5 nè, Rosis mod nè, WinTool nè, V2 Ray, nói chung chỉnh ra rất nhiều thứ, TOS Unload Skill các kiểu nè. Đó, cái này là của chức năng của ấy, Disable Support Warning nè, là ví dụ như có cảnh báo vậy, nó không có cảnh báo nữa. Run and Start Up có nghĩa là lúc máy mọi người mở lên đó, thì nó sẽ mở theo máy. Nói chung nó có rất là nhiều chức năng, mọi người tự dịch ra tiếng Việt, mọi người xem sử dụng ha. Rồi Stop When Exit có nghĩa là mọi người bấm X xóa đi á, là nó sẽ tắt luôn chứ không cần ấn Stop. Còn ở đây là DNS. DNS này mọi người có thể chỉnh cái khác được nha, hoặc là để yên cũng được. Tốt nhất, mình thấy tốt nhất là để yên đi. Rồi chọn Bypass LAN in China là sử dụng được gần như tất cả rồi. Rồi ở đây mình cũng có mấy cái gói dịch vụ của mình ha. Mình có gói không đồng, mọi người dùng thử nha. Đơn giản là mọi người dùng USB 4G, đăng ký gói nền, xong sau đó ví dụ như mọi người dùng các sim khác á, thì mọi người phải thay đổi SNI. Còn mọi người dùng sim Viettel á, thì mình đang mod sẵn SNI Liên Quân rồi, mọi người chỉ cần bỏ link vào dùng thôi. USB 4G hoặc là dùng điện thoại phát wifi cho laptop, rồi trên laptop cài net này là dùng được nha. Mạng nhanh, rất là nhanh và mạnh luôn.
Đó, ở đây có các sim của nền khác, nhưng mà V5 Phone với lại mỗi phone thì mình không khuyến khích sử dụng nha. Về cái phần đổi SNI này thì mình cũng có một cái video hướng dẫn chi tiết rồi. Hello, xin chào anh em, mình là Châu TV đây, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một con game đó là Call of Dragon. Vào xem video hướng dẫn của mình về SNI ở đây. Nói chung khá là dễ sử dụng, chỉ cần bắt đầu dùng thôi. Rồi vậy nha, cảm ơn nha.